Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 14 giờ 15 phút ngày 14 tháng 2 năm 2021, tức mùng 3 Tết Tân Sửu, tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương Hà Nội, sau thời gian chiến đấu với bệnh tật, hưởng thọ 65 tuổi. Trần trắng đen không thể nhìn, từ trong bão giông vẫn nghe tiếng gọi. Năm tháng xa mờ như mây bay, ai khóc lâu qua đây, cuộc đời như giấc mộng. Ai giữ ngọn lửa qua đêm đông?